Vâng, chúng tôi là Lý Thái Hùng, xin chào chị và xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ông nhận định như thế nào về hai chuyến viếng thăm Trung Quốc và Hoa Kỳ của ông Đinh Thế Huynh? Vâng, thưa chị, với trường hợp ông Đinh Thế Huynh là một cái người vừa mới lên nắm giữ cái trách vụ thường trực ban bí thư khoảng 9 tháng, tức là từ tháng 2 cho tới nay, mà ông đã có hai cái chuyến viếng thăm công du liền nhau ở hai cái quốc gia mà có tầm quan hệ chiến lược đối với Việt Nam đó, thì tôi có thể nói rằng đây nó là một chuyện không bình thường. Không bình thường ở chỗ là một cái người ở cái vị trí thường trực ban bí thư có thể coi là một người phụ tá cho tổng bí thư, tức là phụ tá cho ông Phú Trọng, để mà trực tiếp điều hành những công việc ở trong nội bộ đảng hàng ngày và ít phải có những cái công tác liên quan đến đối ngoại. Và nếu phải ra đi ngoại quốc á, đặc biệt là đến Hoa Kỳ hay là Trung Quốc, phải là cái người đóng cái vai trò đại diện tổng bí thư để mà trao đổi hay là điều đình một số vấn đề nào đó mang cái tầm chiến lược. Tôi đơn cử như là năm 2014, khi mà Trung Quốc mang cái giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa Việt Nam khoảng tháng 5, thì để điều đình với Trung Quốc rút cái giàn khoan ra đó đó, thì ông Phú Trọng tổng bí thư lúc đó không thể nào qua Trung Quốc để điều đình, vì cái vị thế nó không cho phép. Thì lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng đã cử một cái người đại diện cho mình, thì ông Lê Hồng Anh lúc đó là thường trực ban bí thư mới đại diện ông Nguyễn Phú Trọng để qua mà điều đình về cái vụ giàn khoan. Cho nên một cái người ở vị trí của thường trực ban bí thư khi mà ra ngoại quốc mà gặp gỡ trao đổi trong một số những trường hợp như vậy đó, thường là đặc sứ của tổng bí thư. Còn nếu mà thường trực ban bí thư chính thức đi viếng thăm mang cái tính ngoại giao với một số quốc gia theo lời mời đó, thì thường là phải ở nhiệm sở ít nhất là 2-3 năm. Tức là nếu mà ông Đinh Thế Huynh trong cái vai trò thường trực ban bí thư mà đến Hoa Kỳ Trung Quốc, nó phải cỡ khoảng 2 năm 2018-19. Cái lý do là trong cái thành phần lãnh đạo thượng tầng của Đảng Cộng sản, các cái quan hệ đối ngoại đó, như của ông tổng bí thư, của ông chủ tịch nước, của ông thủ tướng, chủ tịch quốc hội và kể cả thường trực ban bí thư đó, nó đều có cái sự phân nhiệm rõ ràng và không thể dẫm chân. Vì thế việc mà ông Đinh Thế Huynh viếng thăm Trung Quốc cũng như liền sau đó viếng thăm Hoa Kỳ đó, theo tôi nó không đóng cái vai trò của một quan chức cộng sản nhằm trao đổi về cái chính sách hay là thảo luận về những cái hợp tác chiến lược. Ông Đinh Thế Huynh được sắp xếp đưa đi viếng thăm kỳ này theo tôi hoàn toàn là mang tính ngoại giao, hay nói rõ hơn là để xây dựng cái tư thế chính trị cho ông ta trong một cái sứ mạng mới, có thể là trong thời gian trước mặt, đó là năm 2017, để mà có một sự thay đổi nào đó trên thượng tầng lãnh đạo đó, thưa chị. Ông có thể nói rõ hơn về cái tư thế chính trị hay là cái sứ mạng mới đó của ông Huynh là gì? Và liệu đó có phải là cái sứ mạng mang thông điệp Hà Nội xoay trục đi gần với Hoa Kỳ trong lúc mà Tổng thống Philippines đoạn giao với Hoa Kỳ để đi gần với Trung Quốc không, thưa ông? Dạ vâng, cái câu hỏi này cũng khá hay thưa chị, là bởi vì ông Đinh Thế Huynh đã đến Hoa Kỳ trong cái lúc mà bối cảnh ở vùng Đông Nam Á nó có một số những sự dao động qua cái chuyến viếng thăm Trung Quốc của Tổng thống Phi Lục Tân. Thì cái việc mà ông Duterte tuyên bố đoạn giao với Hoa Kỳ khi mà viếng thăm Bắc Kinh từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10, có thể nói nó đã tạo một cái cú sốc rất là lớn trong dư luận, đặc biệt là tại Á Châu. Nhưng mà ngay sau khi mà quay trở lại thành phố Davos của Phi Lục Tân, thì ông Duterte đã chữa lại rằng ông chỉ chọn cái con đường lối ngoại giao độc lập chứ không đoạn giao với Hoa Kỳ, thì khiến cho dư luận đã coi ông Duterte, Tổng thống Phi, như là một người bốc đồng. Cái thái độ thiếu nghiêm chỉnh trong phát ngôn nó đã khiến cho nhiều nhà bình luận quốc tế cho rằng Phi Lục Tân dưới triều đại của ông Duterte đã xoay trục về với Trung Quốc. Mà trong thực tế theo tôi đó đó, ông Duterte đó chỉ là muốn làm hài lòng Bắc Kinh để mong có sự hợp tác về thương mại, với cái trị giá thương mại đó là 13 tỷ Mỹ kim, nhằm giúp cho cái sự phát triển của cái đảo Mindanao là quê hương của ông Duterte. Bởi vì Phi Lục Tân nó không chỉ quan hệ song phương bình thường với Hoa Kỳ mà nó đã gắn chặt ngoại mặt từ vấn đề kinh tế, chính trị, quân sự trong suốt 6 thập niên vừa qua. Vì lý do đó mà theo tôi, ông Duterte không thể một sớm một chiều tuyên bố đoạn giao với Hoa Kỳ là xong,
hay là dễ dàng xoay trục về phía Trung Quốc trong cái bối cảnh phức tạp của tình hình Biển Đông ngày hôm nay. Trong khi đó, nhìn lại cái quan hệ giữa Cộng sản Việt Nam với Trung Quốc thì nó không chỉ dài hơn giữa cái quan hệ Phi Lục Tăng với Hoa Kỳ, mà nó còn sâu đậm hơn về cái mặt ý thức hệ. Và sau cái biến cố giàn khoan ở Hải Dương 981 vào năm 2014 đó, thì Hà Nội muốn giữ một cái khoảng cách với Bắc Kinh và tìm đến Hoa Kỳ để mà gia tăng cái đối tác thương mại cũng như là mua một số vũ khí chiến lược. Nhưng mà trong đầu óc của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, theo tôi đó, là không bao giờ dám tách rời khỏi Trung Quốc để mà xoay trục về phía Hoa Kỳ. Và trường hợp ông Đinh Thế Huynh, nó cũng là một trong những người lãnh đạo mang cái đầu óc lệ thuộc Bắc Kinh rất là nặng. Và chính ông Đinh Thế Huynh đã tuyên bố là quan hệ với Trung Quốc là một chọn lựa chính trị của Cộng sản Việt Nam trong cái chuyến viếng thăm Trung Quốc vừa qua đó. Thì tôi nghĩ rằng là ông Đinh Thế Huynh không phải là người sẽ xoay trục về Hoa Kỳ như một số dư luận đánh giá. Bởi vì trong tình hình ngày hôm nay, ông Đinh Thế Huynh hay bất cứ lãnh đạo cộng sản nào là họ chỉ muốn tiếp tục đu dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhưng mà trong cái bối cảnh ngày hôm nay, họ nhích gần hơn với Hoa Kỳ so với trước đây, để mục tiêu là che bớt cái bóng lệ thuộc của Bắc Kinh và muốn được bảo đảm gia nhập TPP để mà cải thiện về vấn đề ngoại thương với Hoa Kỳ, cũng như qua đó có thể mua một số vũ khí sát thương để mà phòng thủ trên vấn đề Biển Đông, tạo một cái hình ảnh là Cộng sản Việt Nam đang muốn giữ sự thế độc lập với Trung Quốc và muốn hợp tác với Hoa Kỳ để tạo một sự ổn định trong vấn đề Biển Đông nữa, thưa chị. Như vậy thì theo ông, cái thực chất của chuyến viếng thăm Trung Quốc và Hoa Kỳ của ông Đinh Thế Huynh nó nhằm chuẩn bị điều gì nữa không thông? Vâng, như tôi vừa đề cập bên trên đó, thì cái vị trí thường trực ban bí thư của Đinh Thế Huynh là lo vấn đề nội bộ. Thì trong cái tình hình rối rắm nội bộ đảng vì cái chiến dịch chống tham nhũng có thể nói là thất bại, lại thêm các tác động tiêu cực của vụ Formosa, vụ lũ lụt miền Trung do cái việc xả lũ bừa bãi của nhà máy thủy điện Hố Hô, ông Đinh Thế Huynh lại càng không có cái nhu cầu rời khỏi Việt Nam vào lúc này. Nhưng mà vấn đề ông Đinh Thế Huynh đã sắp xếp để đến Trung Quốc, rồi liền sau đó đến Hoa Kỳ trong lúc chính quyền Obama sắp mãn nhiệm đó, thì theo tôi nó có ba cái giải pháp sau đây. Cái giải pháp đầu tiên là có thể ông Đinh Thế Huynh thay mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để mà nói với lãnh đạo Trung Quốc là Cộng sản Việt Nam không lên tiếng về phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc, tức là không đổ dầu thêm lửa tấn công Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Đồng thời đến Hoa Kỳ, ông Đinh Thế Huynh muốn quay Hoa Thịnh Đốn có thực sự tôn trọng cái thể chế của Cộng sản Việt Nam như ông Obama đã nói trong chuyến viếng thăm vào tháng 5 vừa rồi, cũng như yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận về việc mua các cái vũ khí sát thương và vấn đề gia nhập TPP. Và nếu chỉ nói những điều như vậy đó, thì tôi nghĩ là ông Huynh không cần phải đi. Giả thuyết thứ hai là thay mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nói với lãnh đạo Trung Quốc là Cộng sản Việt Nam không đi theo Hoa Kỳ để Bắc Kinh an lòng, dù rằng là tòa trọng tài Liên Hợp Quốc đã có phán quyết bất lợi cho Trung Quốc. Nhưng mà cũng song song ở đó, ông Đinh Thế Huynh cũng muốn thăm dò cái phản ứng của Hoa Thịnh Đốn về tình hình Biển Đông và Đông Nam Á sau cái vụ mà ông Duterte đã tuyên bố đoạn giao với Hoa Kỳ. Và nếu nội dung chỉ có như vậy đó, thì tôi nghĩ ông Đinh Thế Huynh lại càng không nên đi, mà nên giao cho Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đi viếng thăm Hoa Kỳ là đủ. Cái giả thiết thứ ba là ông Đinh Thế Huynh đến Trung Quốc và Hoa Kỳ nhằm chuẩn bị trở thành nhân vật số một của Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới, để tránh tình trạng ngỡ ngàng của lãnh đạo hai siêu cường khi mà có cái sự thay đổi vai trò Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đối chiếu với tình hình chính trị nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam và mối quan hệ Tây Ba giữa Cộng sản Việt Nam với Hoa Kỳ, Trung Quốc trong 9 tháng vừa qua, thì cho thấy là uy tín của ông Trọng quá xuống dốc và có thể sẽ bị thay thế. Vì vậy mà cái việc ông Đinh Thế Huynh đi Mỹ và Trung Quốc, theo tôi, nó là nhằm chuẩn bị cho cái sự thay thế ông Trọng vào năm 2017 đó, thưa chị. Xin ông có thể thêm nhận định về cái tình hình chính trị Việt Nam sau 9 tháng lãnh đạo của ông Trọng ở cái nhiệm kỳ thứ hai này thưa ông? Một cách tổng quát, nhìn lại 9 tháng ở dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông Trọng đó, thì có thể nói là tuy ông Trọng đã giữ được ghế tổng bí thư sau những xung đột gay gắt với phe Vũ Tấn Dũng trong cái tiến trình chuẩn bị đại hội 12, nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại tình hình thì rõ ràng
là trong 9 tháng vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong một cái tình trạng suy thoái rất trầm trọng, và cái mầm mống bất mãn nội bộ đang gia tăng ngày một rất là lớn. Ông Nguyễn Phú Trọng đi theo con đường đá hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình với cái chính sách là chống tham nhũng để mong là trong sạch đảng và trong sạch nhà nước. Nhưng mà cái sự kiện Trịnh Xuân Thanh xảy ra và đã chạy trốn thăng Đức rồi còn quay lại thách đố quyền lực Tổng Bí Thư, có thể nói đây nó là một cái sự kiện đã làm tiêu tan cái vốn liếng chính trị của ông Trọng trong suốt thời gian vừa qua. Và có thể nói là cái vụ Trịnh Xuân Thanh đã làm cho cái chủ trương chống tham nhũng của ông Trọng đã biến thành một sự đàm tiếu trong dư luận. Nhưng quan trọng hơn là trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã thấy là ông Nguyễn Phú Trọng không có khả năng chống tham nhũng, hoặc chỉ là một thứ ngụy quân tử, tức là miệng thì nói chống tham nhũng mà lại đang bao che cho đàn em tranh đoạt những tài sản của phe ông Dũng đã thất súng để lập ra một cái gọi là lợi ích nhóm mới theo phe ông Trọng. Khi mà tung ra cái chiêu bài chống tham nhũng để mà mong kiểm soát chặt chẽ nội bộ đã bị thất bại như vậy, thì theo tôi ông Phú Trọng phải đổi cái chiêu thức khác để mà duy trì sự ủng hộ của cái ghế Tổng Bí Thư. Và ông Trọng chỉ còn có thể dùng cái chiêu bài là cải cách thể chế để mà sửa đổi hệ thống chính trị đang làm ruộng nát như là một khẩu hiệu mới. Nhưng mà với một con người nặng giáo điều và là một lý thuyết gia của Marx Lenin, thì tôi nghĩ rằng là ông Nguyễn Phú Trọng đã không dám đụng đến cái vấn đề cải cách thể chế vì sẽ bị nghe là cáo buộc, hay là vì sẽ bị cho rằng là chợt hướng xã hội chủ nghĩa. Thì cái bế tắc nói trên đã buộc ông Nguyễn Phú Trọng phải ra đi và nhường ghế lại cho ông Đinh Thế Huynh, là một đàn em cật ruột của ông Nguyễn Phú Trọng. Và ông Huynh cũng là người rất là nặng giáo điều, nhưng mà hy vọng chữa cháy cho đảng một thời gian ngắn trong lúc mà uy tín chính trị của ông Trọng có thể nói là đã cháy tiêu tan. Thì nói tóm lại thưa chị, trong 9 tháng vừa qua, ở cái vị trí lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2, ông Nguyễn Phú Trọng tưởng là đã thắng và đã loại được phe Nguyễn Tấn Dũng, nhưng mà không ngờ những đàn em của Nguyễn Tấn Dũng đã phản công và xóa tan uy tín chính trị của ông Trọng qua cái biến cố Trịnh Xuân Thanh. Cùng lúc đó, những cái hệ lụy của các cái quyết định sai lầm do cái hệ thống cai trị độc tài và tham nhũng gây ra, như là cái vụ Formosa, vụ Hố Hô, vụ Bô Xít Tây Nguyên, nó đang bùng vỡ và kéo theo không chỉ ông Trọng mà còn bất cứ lãnh đạo nào cũng như toàn bộ cơ chế có thể trôi vào cái dòng đổ nát hỗn độn trong cái giai đoạn cáo chung ngày hôm nay đó thưa chị. Xin cảm ơn ông Lý Thái Hùng.